đấy, nhiều mặt đường lại không bằng anh ấy, thế là đâm ra là mà anh lại còn được nổi tiếng. Nổi tiếng anh ấy nói thế chứ lần nào ông cũng có bắt có ông cái là mình có giả được tiền đâu, cũng giả vờ chứ có bao giờ gặp, có không có ông ấy thì mình giả tiền được chứ, đã ông ấy về một cái là thôi, để cả ông cả bà là thôi, không thể nào giả tiền được. Mà thấy bác nó cũng lăng xăng, bác làm đủ việc chứ không thể là. Bây giờ hay nhất là mình về nhà của cậu đi, cho cậu nghỉ ngơi đi. Không không, bây giờ đi lạo dạo một chút. Thế sau đó thì đi hết rồi. Không mệt á. Không không không, vấn đề gì, để cho bọn kia nó chủ động nó chuẩn bị các thứ. Vì mình về mình đưa chìa khóa nó rồi còn đâu nữa. Mình có về thì chúng nó cũng chưa về. Vậy mình chờ cháu Sơn đi. Rồi, nó về nó lấy đồ, nó đóng đồ kệ nó xong gọi điện mình về. Sáng nay Phúc nhà mình nghỉ ngơi chứ chưa đi làm đúng không? Đâu, nó đi từ sáng anh. Ủa chứ chủ nhật mà nó 12 hôm rồi nó nghỉ việc. Việc nó đầy lên thế là ông ấy khiếp quá. Ông phải qua để đi từ sáng sớm anh. Mà sáng sớm thì là ba mấy cô chú này lại ở trong phòng của nó. Thế là nó mới không làm nào vào lấy đồ để tắm rửa được. Thế là nó phải chờ đến 7 giờ mới dám gọi. Thế là đâu ra là ông ấy cũng bỏ thích 7 giờ 7 rưỡi gì cho các cô các chú ngủ cho ngon. Thế là ông ấy rất để ông đi. Thế nó lấy một cái bịch cà phê của anh đi rồi. Nó bảo nó mang qua đấy để cho một cái thằng bạn ấy, nó cũng rất thích uống cà phê, nó pha cho nó một cốc và pha cho nó một cốc. Cháu nó thích uống cà phê đó thì... Không không, nó thấy lạ mà ngon, không, cái thứ là nó yên nó tâm lạ và ngon á. Tại vì cà phê đó của con bạn của trên bác sĩ Pleco á. Nó gửi cho anh chị, anh uống nó thấy mỗi buổi sáng chị thì say xong rồi. Thế cho nên là sáng nay ông đi ông cầm một tay một bịch rồi. Hồi nãy một bịch, bịch ông bỏ sớm. Bịch là nhiều đấy, bịch là nhiều lắm đấy. Hôm qua một bịch nó là như có nửa cân thôi. Và thấy ông ấy cầm một rồi, có một gói chưa xay, chị có đem một gói chưa xay mà bữa sách đi sao cái nó sơ lọt lại trong vỏ. Không không mà khi nào cái đó bảo quản được lâu cho nên khi nào cậu uống thích uống không có tẩm không có gì là cậu lấy là cậu xay cái cậu uống thôi. Thế ra thằng Phúc của nó là bán hàng cà phê cho nó nhìn cái nó biết ngay. Đúng rồi. Nó là nó vì nó làm cái lĩnh vực đấy nên nó biết. Con xây được đúng không? Anh giỏi vậy đó. Vâng vâng, con xây được. Cái thằng này nó làm cái gì cũng được mà. Con xây được luôn cô ạ. Nó thuê 8 người nhưng mà nó làm hết. Để cho bọn kia biết là nó là chủ nhưng mà nó vẫn làm. Làm từ A đến Z luôn, kể cả không, đi lau dọn. Tiếc quá, cái ý tưởng từ khi nó gầy dựng ý tưởng đó khi nó thực hiện được là nó ấp ủ lâu lắm á cậu nha. Nhưng mà nó làm mới cái 4-5 tháng mà. Thế hôm qua là cả cái hội bạn mà cùng với lại nó giúp nó đấy. Là hôm đám cưới của bông là cũng đến đấy. Đấy, đến hết. Và cái bọn ấy là theo Phúc nhiều lắm. Bởi vì là bọn ấy nó không có vốn. Chỉ có Phúc có vốn. Thì vốn thực ra là vốn là cái tiền của Dung để lại mà. Thì coi như cho hết Phúc với bông luôn. Mình chẳng thấy gì. Nên là nó dùng cái tiền để nó đi nó đầu tư nó làm ăn. Đây trước Donald Trump với lại ổn họp ở đây này. Khách sạn này này. Cái khu vực này nhá. Khu vực này này, anh nhìn đây này. Đấy, anh cứ nhìn đi. Thì ngày xưa của thời Pháp là toàn quyền Đông Dương ở đây. Chào cờ vào kia kia. Khách sạn khách lớn của Pháp sang ở đây. Và phủ Khâm Sai đằng sau luôn. Đấy, ngày xưa đây là trung tâm. Xong đi ra đây là phố Tràng Tiền. Từ nhà mình xưa đi xuống cái mấy cái khu này gần. Vâng, sát mà, đi một tí mà. Mình trung tâm mà. Thế thì đây là Tràng Tiền này. Đó. Thế thì cái khu này ngày xưa là chỉ huy toàn bộ khu vực Đông Dương của Pháp. Là cái đầu não nằm ở đây.
Đó, đây cái khách sạn nào đấy? Khách sạn Metro bây giờ người xưa gọi là khách sạn Thống Nhất. Marriott đổi tên. Không không, Marriott là nơi ở thôi, còn họp cơ. Gặp nhau. Cái chỗ gặp nhau mới quan trọng, còn cái chỗ ở thì. Còn cái khách sạn Sheraton mà mình làm cái đám cưới hôm qua đấy. Đó, cho đó, công hồi bông. Xưa là Bill Clinton ở không? Vâng, Bill Clinton ở đó. Bill Clinton sang tập đoàn của Sheraton là tập đoàn của Mỹ. Là thì là cái chỗ ấy cũng cũng là một cái chỗ làm cái kỷ niệm tốt. Chỗ đó là đẳng cấp mà nhưng mà phục vụ rồi là tốt. Vâng. Hôm đó ở Sài Gòn tính toán cho anh chị cũng hay đi cà phê Sheraton. Thứ nhất là nó phục vụ lịch sự mà vâng, nó... cái lúc mình mở cái này đấy, mình cái rửa xe đấy. Mình không... mở sân gấp mình rửa xe mình không... để rác à, rồi cậu đề sơ ý để rác rồi nó kẹt ra nó kẹt á đúng rồi bây giờ nó không làm nào được kẹt cái nào cậu làm lại cậu làm lại cái ron cho nó làm lại ron này. Không không nó kiểm tra rồi hạn nó kiểm tra rồi nó bảo không phải do mình. Thì mình, chứ còn nếu mà nó mà ấy thì trời mưa thì nước nó bị hết. Cái hôm đầu mình về mình mở cửa cho bọn trẻ con nó chui lên đi. Rồi xong mình đóng không kỹ. Đúng rồi, đóng không kỹ rồi. Thế đến khi mà mình đóng cái này kỹ để mình... Ủa cái thằng nào nó... chảy xước. Chảy xước cái gì nhỉ? Nó cố gắng nó quẹt hay sao nhỉ? Như nó lấy cái gì gạo không? Có đúng không? Phấn sợ nó phấn phấn đó nó có cái đường tróc phấn cái đó chỉ dùng khăn ướt lau là hết được không được nhìn cái màu nó là cũng rất là phấn. Nó đi qua cái kia là nó quẹt được đấy cái thằng này không tin nữa mình ấy ở bên ngoài chị ạ. Cái đường đây rộng này còn mấy cái ngõ kia trời thấy xe nó chật này mà lái xe yếu yếu đi không được. Vâng, cái xe này nó cũng giả cho nên là đi cũng hơi kẹt tí. Hà Nội lái được đi chỗ nào cũng được. Đèn chùa các loại phố cổ. Được rồi, xe nó chạy nó chạy. Xe nó chạy tắt ngang đầu xe cô. Vâng, ở đây nó có một cái hay là có một cái văn hóa nhường nhịn nhau. Tức là nhường nhịn nhau trong cái việc sai trái. Tức là những cái đi sai cái thứ mà vẫn vui vẻ, vẫn cười nói. Rất là hay, không có cãi nhau gì cả. Trừ trường hợp kiểu va quệt quá thì bắt đầu mới đứng xuống cãi nhau thôi. Chứ còn không là người ta cũng biết là sai rồi. Ok, đi đi. Chứ không có vấn đề gì hết. Không có cãi nhau gì hết. Ở đây người ta còn giữ được cái nét cổ rồi. Có xe xích lô, xe đẩy rồi thấy không? Ở Sài Gòn là nó dẹp hết rồi. Thế à? Không có. Chị, anh chị đến chỗ này rồi đúng không? Nhà hát lớn này rồi chứ hả? Nhà hát lớn. Nhà hát lớn à? Nhà hát lớn. Anh Sơn đi nhiều ạ, với chị chưa ạ? Anh Sơn là đi nhiều luôn á. Nhà chị là hồi đó cậu chở đi nhưng mà hồi lúc cái thời điểm đó đi cả vòng thời vòng đi đâu ấy. Đi hồi đấy của chị đó đang để vào trong cái chỗ anh Sơn ở đâu. Có đi thì cái đó lúc đấy nó...